Đến từ North Dakota, ông Jerry Samuelson, giám đốc điều hành cơ quan khẩn cấp của quận Mark Kenji thông báo một trận cùng phong thổi vào một khu nhà mobile tại phía tây bắc quận North Dakota đã phá hủy 15 chiếc xe du lịch chở công nhân từ các tiểu bang khác đến. Có tất cả 9 người bị thương, một người đang ở trong tình trạng nguy kịch được đưa đến trung tâm y tế Trinity ở Minot. Mọi người đã ước tính thiệt hại sau khi xảy ra cơn gió lốc. Một gia đình với bốn đứa con nhỏ phải di chuyển, đang tìm nhà ở Nhóm nghiên cứu thời tiết của nhà khí tượng quốc gia điều tra thiệt hại đã xác định kích thước và cường độ của cơn gió lốc. Nhà khí tượng học Michael Matthews ở Bismarck, North Dakota cho biết có những báo cáo về mưa đá đường kính 5.7 cm và mưa lớn xảy ra tại đây hôm thứ Hai.